bị xỉn màu. Mong muốn có một làn da trắng sáng thì có một bí kíp ở đây. Điều quan trọng nhất là mình chọn đúng sản phẩm, chứ còn làm đẹp là sẽ có rất nhiều phương thức. Thì bạn nào mong muốn có một làn da vừa trắng vừa đẹp thì đừng quên cứ đặt hàng qua Hoa. Zalo là 0932 027 151 và trang sách tay của Hoa là fanpage hàng sách tay Hoa Popo do tiếp viên hàng không sách. Và đối với những khách hàng đã từng đặt hàng của Hoa thì vô cùng hài lòng, bởi vì hàng vô cùng chất lượng và có một cái sự thay đổi rất lớn khi mà sử dụng các sản phẩm đến từ hàng sách tay Hoa Popo. Và tiếp theo nữa là cái hộp phong phú này, nếu mà cả nhà cập nhật Facebook hoặc là những cái trang Zalo Hoa hay quảng cáo á mọi người, thì phong phú này sẽ giúp cho mình có một cái độ trắng rất là nhẹ và rất là thơm, để giúp cho mình có thể là make up mình đi làm hoặc đi đi tiệc. Bên cạnh đó nó giúp mình kiềm dầu nữa cả nhà ha. Rồi, cái gì cần thì cứ liên hệ với Hoa, Zalo 0932 027 151. Xin cảm ơn tất cả mọi người.